Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Quý Tôn Đức Kính Thưa Đại Chúng Hôm nay thứ hai Ngày 25 tháng 9 Năm 2023 Chúng ta đang có mặt tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc Lớp chuyên khoa tỳ đàm Môn thi thiết luận Và Đợt trước chúng ta Học về Thất Bồ Đề Phần với những nội dung trạch pháp tinh tấn hỷ khinh an niệm định và xã và ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chi phần của định thưa với đại chúng định là một cái trạng thái tâm an ổn vững chắc cũng giống như là chúng ta thắp lên một ngọn nến Một ngọn đèn Thì chúng ta sẽ thấy là ngọn lửa nó không có trao động Còn khi mà chúng ta thắp lên một ngọn đèn Mà chúng ta thấy lửa nó trao động qua lại Thì quý vị phải hiểu rằng là lúc bấy giờ Nó đã rơi vào cái sự tán loạn không có định tĩnh bởi cái tạp niệm bởi cái yếu tố ngoại cảnh bên ngoài chi phối đó là gió cũng vậy giữ trạng thái định tâm thì tâm mình sẽ không có vọng động tâm mình sẽ không bị cám dỗ bởi ngoại cảnh và khi mà chúng ta thực tập được định thì lúc bây giờ chúng ta đã thanh lọc ô nhiễm làm cho tâm của mình trở nên thuần khiết hơn Chúng ta sẽ khảo sát một số nội dung về định tâm trong đời sống. Ví dụ như trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta có đôi lần được người khác hỏi Ủa, dạo này bạn định thần lại chưa? Thì khi nghe ai đó hỏi mình định thần lại chưa, tức là khoảng thời gian vừa qua mình sao? Mình thất thần rồi mình gặp một biến cố nào đó mình gặp một cái tác động nào đó trong cuộc sống nó chi phối làm cho mình bất an làm cho mình như ngay như điếc làm cho mình khù khờ làm cho mình như đứng đóng lửa như ngồi đóng than vân vân những cái trạng thái bất an đó tức là tâm mình chưa có định lâu lâu mà ai đó hỏi mình dạo rồi bạn đã định thần lại chưa là quý vị phải nhớ rằng đó là tiếng nói của tỉnh thức tiếng nói của cái sự góp ý để mình có ý tứ coi lại cái cách sống của mình hầu như tất cả chúng ta con người là một động vật bậc cao do đó sử dụng trí tuệ và chính vì sử dụng trí tuệ trở nên căng thẳng khi mà mình đến một giai đoạn phải uống Telenol, Aspirin hoặc là những cái thuốc đau đầu để giảm nhẹ stress thì chúng ta phải biết rằng lúc đó chúng ta mới thật sự kiệt sức. Còn bây giờ chúng ta khỏe, chúng ta ý y, chúng ta lợi dụng mình có sức khỏe rồi chúng ta không có bảo hộ cho cái trí óc được nghỉ ngơi tới giờ nghỉ thì đâu có chịu nghĩ tôi và quý vị tới giờ nghỉ là phải cầm cái điện thoại lên phải lướt qua lướt lại một hồi rồi bắt đầu mới đi ngủ rồi sáng thức dậy cũng phải mở cái điện thoại đầu tiên để lướt tới lướt lui coi có ai hỏi thăm mình không vân vân thế thì từ lúc mà có cái điện thoại với tính năng thông minh nó làm mệt mình phải không quý vị của năm chục năm về trước không có điện thoại thì rảnh rang hơn phải không? cái thời của chúng tôi ngày xưa khi còn nhỏ là trẻ con thì đâu có biết smartphone là gì đâu. Và bây giờ hầu như con trẻ của quý vị cái thời gian của tụi nó dùng smartphone còn nhiều hơn cả thời gian nó giao tiếp với ai, với cha mẹ. còn cái thời của quý vị ngày xưa thì sao? Hầu như mình có cơ hội để mình làm bạn với cha mẹ hàng ngày Còn bây giờ là cha mẹ chỉ cần muốn rảnh rang làm sao Đưa cái điện thoại cho đứa con rồi Nó làm chuyện nó, mình làm chuyện mình Rồi nhiều khi mình không kiểm soát được nó Coi cái gì, nó chơi cái gì Với những cái game rất là bạo động vân vân Mà nó đã hình thành cái tính cách của con người Chính vì vậy mà khi học bài định tĩnh này Chúng ta phải thương cho cái khối óc Trí não và tâm thức của mình Bên thiền sư Nhất Hạnh Pháp môn lần mai có một cái pháp thiền gọi là thiền buông thư Tức là buông lỏng và thư giãn Để cho cái trạng thái của trí não Nó được nghỉ ngơi, nó được thảnh thơi cái máy nó hoạt động tốt Thì quý vị hoạt động hết công sức Thì đâu có được Phải có thời gian cho nó làm sao Nghỉ ngơi rồi quý vị mới restart trở lại chứ Còn cái này là quý vị hoạt động hết công sức Thì chắc chắn rằng là Một khoảng thời gian là nó mệt mỏi Tâm thức mình cũng vậy Có đôi khi mình cũng phải dừng nghỉ Để mình lấy lại cái năng lượng Và sự tập trung định tĩnh đó Nó sẽ giúp cho quý vị được an yên trong văn phòng đã làm rất nhiều việc rồi. Bây giờ ngồi trên xe cũng tranh thủ để trả lời email hoặc gọi điện thoại để giải quyết vấn đề. Tới bữa ăn thì vừa ăn cơm vừa cầm phone, rồi lúc nào cũng nghĩ tới công việc. Tối lên giường ngủ cũng ôm luôn cả cái laptop vân vân. Như vậy, một chuỗi hoạt động từ sáng cho đến tối, mình đâu bao giờ để cho cái tâm mình được nghỉ ngơi. Và thói quen bận rộn này Nó sẽ làm xáo trộn tâm thức Và khi mà chúng ta gặp hoàn cảnh gì bất an Chúng ta đều lo lắng cuốn cuồng cả lên Đối diện với công việc thì cứ xông lên giải quyết bằng mọi cách Và cứ như thế Tâm của mình không bến bờ neo đậu Mình đánh mất sự bình yên Trong cõi lòng của mình nhưng mà khi quý vị đi chùa thì quý vị thấy làm sao? Tự nhiên nó thảnh thơi, tự nhiên nó an lạc, vì trong chùa không có công việc. Những người nào đi chùa phải gọi là người vô sự. Người vô sự ở đây tức là không bị thúc bách bởi bất kỳ cái gì hết các thời khóa đã được ấn định tụng kinh bái sám ngồi thiền ăn cơm trong chánh niệm pháp thoại pháp đàm nhẹ nhàng quý vị tham dự các khóa tu ở chùa quý vị thấy đâu có mệt đâu một ngày trải qua ở chùa rất là an lạc thảnh thơi còn một ngày đối mặt với công việc thì quý vị chọn cái nào chọn ở đi tu hết đi hay là đi tu theo mùa vụ có lẽ vì gia duyên ràng buộc nghiệp chướng nặng nề do đó quý vị chỉ chọn ngày cuối tuần để tham dự cho những khóa tu thôi thì có còn hơn không để chúng ta quân bình cảm xúc của mình định tức là sự tập trung nhưng mà có những loại tập trung gọi là ác tâm tà định chứ không phải là chánh định thí dụ như một kẻ ác nó cũng tập trung suy nghĩ nhiều điều để hại người, hoặc là một con hổ nó tập trung cao độ để nó rình con mồi để săn bắn. Một người bị phản bội thì lúc nào cũng tập trung suy nghĩ ý tưởng để tìm cách trả thù. Thì đó chính là những tập trung ác tâm được gọi là tà định. Nhưng ngược lại, cái định nào là sự tập trung tinh cần hướng đến giác ngộ giải thoát vô ngã vị tha thì đó gọi là chánh định tức là định phát triển theo sự thăng hoa đời sống tâm linh của mình tâm tĩnh lặng thì mới giúp cho quý vị sản sinh được tuệ giác và tâm mình tĩnh lặng là mình đã đạt được cái trạng thái tuệ giác đỉnh cao và giải quyết vấn đề một cách thông suốt cũng không quên nhắc lại một mẫu chuyện đã từng kể cho quý vị trong bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa mà Gia Cát Lượng đã ghi vào lịch sử đánh một cái trận đánh mà không cần phải đau to búa lớn gươm giáo gì. Đó là không thành kế. Tức là khi Tư Mã Ý đã bao quanh cái cổng Tây Thành của Gia Cát Lượng Mà lúc bấy giờ trong thành của Gia Cát Lượng Chỉ vỏn vẹn có 100 quân mà thôi Mà bây giờ là quân của Tư Mã Ý Là 15 vạn đại quân Nó bao chung quanh cái thành của Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng lúc bấy giờ nhờ có sức định tĩnh Không phải như mình như đứng đóng lửa như ngồi đóng thang Gia các lượng rất bình tĩnh Định tâm Không hoảng loạn Bây giờ ông dẫn hai đứa tiểu đồng Đứng ở phía trên thành Kê một cái bàn Thấp một cái lư trầm Và lúc bấy giờ Tư Mã Ý Nhìn thấy khổng minh gia các lượng rất là thảnh thơi Ngồi trên đó cầm cây đàn Và dựa vào lan can gãi lên những tiếng nhạc Bây giờ Tư Mã Ý đứng ở phía dưới Theo dõi một cách rất là rõ ràng Vì đây là lần đầu tiên mà Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng gặp lại nhau Gặp nhau Hai người gặp nhau lần đầu tiên Và lúc bây giờ Tư Mã Ý chỉ nghe cái tiếng nhạc Tiếng đàn của Khổng Minh Gia Cát Lượng Và ông đã thấy được một cái sức định tĩnh một cái sức mạnh vĩ đại một cái sự không dao động bất loạn trong cái tiếng nhạc của khổng minh gia cát lượng và bây giờ tôi mới nghĩ rằng bên trong thành không đơn giản chỉ leo que mấy thằng lính đâu đây có lẽ là cái kế phục binh của gia cát lượng đi vô một cái là chết thế là nghe xong bản nhạc với những cái cung bậc lúc đầu rất là thăng trầm nhưng mà lúc sau là dữ dội Từ Mỹ ý sợ quá lui binh khi mà lui binh rồi thì đúng là đạo diễn bộ phim quay một cái cảnh rất là hay tức là lui binh hết rồi thì bây giờ á da các lượng mới lao cái mồ hôi trên người của mình xưa thế thì quý vị thấy ông diễn sâu diễn tốt không ạ à? diễn rất tốt Còn mình đây là chắc thôi đầu hàng rồi Cuộc đời Có đôi khi Quý vị thấy không Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt vậy đó Mà sắc mặt của người đó Không hề thay đổi Cái sức định tĩnh đó Đã giúp cho Gia Cát Lượng đã Thoát được đại nạn Có đôi khi thì quý vị thấy không Cái khí độ siêu phàm đó người bình thường làm được không khó phải tập mới được định tĩnh trước mọi biến động của thời cuộc như vậy khi mà đề cập đến định thì quý vị mới thấy được rằng tất cả những sự biểu hiện của định là an nhiên là tùy thuận cho dù hoàn cảnh nó có gì đi chăng nữa Thì mình đối mặt Nó là nó Còn mình là mình Tại một thị trấn nọ Trời mưa đổ to Trời mưa rất là to Và mọi người bắt đầu dội vàng chạy về phía trước Để tìm chỗ ẩn nấp Rồi Lúc bây giờ trên đường thì có một người thần thái Rất là ung dung đi bộ trong mưa Bởi vì thứ nhất ông không có dù Thứ hai cũng không có hành lý gì hết rồi thôi lỡ rồi lâu lâu đi trong mưa một lần walking in the rain và mọi người chạy háo hức hồ hởi liên tục còn ông ta thì sao vẫn ung dung đi bộ mọi người mới hỏi mưa to rồi sao ông không chạy nhanh lên người đàn ông chậm rãi trả lời có việc gì đâu mà vội chạy về phía trước Trời cũng đang mưa Đâu có tránh được gì đâu Thôi thì cứ bình yên đi Hưởng, tận hưởng Cái cơn mưa cũng là một điều tốt lành Và bài học được học ra Từ mẫu chuyện này là Vật đến thì ứng, đi thì không giữ Tức là Với tất cả những hoàn cảnh Đương nhiên xảy ra trong cuộc đời này Thì không có gì làm cho quý vị phải Phải trao động còn nếu như mà mình bị trao động Thì rõ ràng là tâm mình chưa có định Đức Khổng Phu Tử Có 72 vị học trò Thì trong các môn đệ của Đức Khổng Phu Tử Có một vị thầy đệ tử đó Tên là Tử Lộ thì tử lộ là một trong những người học trò giỏi của Đức Khổng Phu Tử một hôm thì ngài tử lộ đã chơi đàn lúc bây giờ đức khổng phu tử nghe thấy tiếng đàn rất là lạ và hỏi các môn đệ của mình lạ thật ta thường dạy các con chữ hòa mà ngày hôm nay ta nghe trong tiếng đàn của tử lộ lại có tính sát phạt như vậy nó không giống lời dạy của ta quý vị thấy các bậc chân nhân không người ta nghe tiếng đàn mà người ta biết được cái cái tâm ý của người đó hôm nay sao tử lộ không có chữ hòa mà nghe toàn là tiếng sát phạt thôi lúc bây giờ các môn sinh đi vào nói lại lời của đức khổng phu tử cho tử lộ nghe thì lúc bây giờ mới biết được rằng là thì ra trong lúc tử lộ đang gãy đàn đó thì có một con mèo đang rình bắt một con chuột là chính vì vậy mà tử lộ theo dõi cái sự sát phạt của con mèo với con chuột Mà đã khởi lên một cái âm điệu Với cái bài nhạc đó Mà thầy khổng phu tử nghe được Cái tâm sát phạt trong ngôn ngữ âm nhạc của tiếng đàn Quý vị thấy không? Tử lộ chỉ cần động tâm một chút thôi Là tiếng đàn sao? Thay đổi liền ngay tức khác như vậy người muốn làm việc lớn Thì tâm phải làm sao Định tĩnh Quý vị biết rằng cách đây Năm sáu chục năm về trước Cố sư trưởng Thượng Như Hạ Thanh Là sư nội của thầy đó Khi mà nhắc đến những vị Sư mà binh ni nổi tiếng ở Việt Nam Thí dụ như miền Bắc ở tại Hà Nội Có diệu nhân thiền sư ni rạng danh vùng miền Bắc Việt. Thí dụ nói về miền Trung là có Ni trưởng thích nữ Diệu không, mà còn nói đến miền Nam là không ai quên sư bà Như Thanh, vụ trưởng Ni bộ Bắc Tông, trưởng ban quản trị Ni bộ Nam Việt, là thầy gọi bằng sư nội đó, tức là bổn sư của sư phụ thầy là người lãnh đạo ni bộ của toàn miền nam mà ngày xưa đó tại chùa huy lâm tại chùa từ nghiêm những vị đệ tử của ni trưởng mà muốn đi thọ giới thì dễ lắm cô nào muốn đi thọ giới là sáng hôm đó đi lên thỉnh đại hồng chung Ni trưởng nghe thỉnh chuông và ni trưởng biết tâm ý của vị đó đủ thuần thục để cho đi thọ giới hay không. Không cần kiểm tra bài gì hết. Ta chỉ cần nghe tiếng chuông thôi là biết được uy nghi đạo đức tế hạnh của vị đó đủ chuẩn để đi thọ giới hay không. Như vậy thấy ghê chưa? <laughs> Việc thỉnh chuông rất quan trọng. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới xa xôi tâm tối mọi ngồi lòi nghe. Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử giác ngộ tâm tư một hướng về. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đi về nhất tâm. Cái người thỉnh chuông mà tâm không có nhất thì lấy gì mà. Cái tiếng chuông này vang dội ra khắp mười phương. Do đó việc thỉnh chuông ở trong chùa rất quan trọng Phải dụng công mới làm được việc đó Trong một buổi lễ quý vị thấy không Cái vị Duy Na lớn không Duy Na là người thỉnh chuông Chỉ sao vị trụ trì mà thôi Tức là cái người đó Thủ chung là tâm phải thanh tịnh Khi thỉnh lên một tiếng chuông Là hòa với đại chúng Hôm nào chắc phải cho quý vị đi lên thỉnh chuông Để tôi khảo sát tâm ý từng vị một Nó biểu lộ trên đi chuông Đây là mẫu chuyện của Cố Thượng Tọa Thích Minh Pháp Ngài là trưởng ban Nghi lễ của Phật giáo miền Nam của khoảng 30 năm về trước Là bổn sư của Thượng tọa Lệ Trang Không phải là bổn sư mà gọi là huynh đệ pháp lữ đồng tu Mà cũng là người dạy cho thầy Trang về nghi lễ Thầy xin lỗi Thì lúc bấy giờ thì Minh Phá có kể một cái mẫu chuyện về ứng phú đạo tràng Tức là hôm đó có một vị sám chủ Vị ấy đi lên ngồi đàn để chẩn tế mà trong lúc ngồi đàn chẩn tế thì vị ấy lại quên là cái chìa khóa không biết mình có mang theo là mình có khóa cái cửa phòng mình hay không lỡ ăn trộm nó vô làm sao và từ đầu chí cuối nguyên một cái đàn trận đó là cái tâm của vị sám chủ nó chỉ nhớ về cái sau chìa khóa thôi tới cái phần mà gia trì biến thực biến thủy chân ngôn là vì cái năng lực của vị sám chủ thông qua những câu thần chú thì mới biến ra cái thức ăn nhiều vô số kể mà trong lúc đó thì thay vì nghĩ tưởng đến thức ăn để biến ra Thì trong tâm của vị sám chủ đó lúc nào cũng nghĩ về cái chìa khóa Và tối hôm đó các vị cô hồn về báo mộng cho vị đó rằng là Thầy ơi hôm nay tụi con toàn ăn chìa khóa không à Tâm đâu có định Phải không? Tâm không định Tâm nghĩ tưởng về chìa khóa nguyên một cái đàn chẩn nó cuối cùng rồi toàn là sau chìa khóa của thầy không qua ngày hôm sau ông phải lập đàn cúng lại để cho cái bọn kia được no đủ không thôi là nó đói khổ triệu thỉnh về không có cho ăn mà toàn là nhận chìa khóa không Do đó quý vị thấy rằng cái sức định tâm nó lớn không? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện để tâm mình định tĩnh một chỗ là mọi sự việc mình giải quyết đều ổn thỏa nhưng ngược lại tâm mình không có định thì rõ ràng là chiêu cảm lấy những cái kết quả rất là khổ đau tổng đốc lưỡng giang đời mãn thanh của trung quốc ông tên là tăng quốc phiên tăng quốc phiên khi còn trẻ trong lúc làm việc khó tránh khỏi những bực bội trong lòng ông hay quát tháo người khác và thầy của tăng quốc phiên là một nhà lý luận học tên là đường giám một hôm nhân ngày sinh nhật của tăng quốc nhân ngày sinh nhật của tăng quốc phiên thì thầy đường giám đã tặng cho học trò mình một chữ đó là chữ tỉnh từ đó mỗi ngày tăng quốc phiên đều dành thời gian để ngồi tĩnh tâm Và nhờ tĩnh tâm như vậy Mới ngẫm ra được rất nhiều Cái cách đối nhân xử thế Đắc nhân tâm Hiểu được quản lý hành chính Và về sau khi gặp bất kỳ một việc hệ trọng gì Ông không dễ dàng ra quyết định liền Ông luôn tĩnh tâm suy nghĩ cân nhắc nhiều lần rồi mới đưa ra cái quyết định chứ không có bồng bột quyết định dễ dàng nói về cái việc bồng bột thì thưa với quý vị ở việt nam chúng ta trong hai tuần vừa qua có một cái nhân vật tên là cái gì đó bình bồng bột ha bản thân của ông ấy đã đặt tên mình là bồng bột và khi mà cái nickname đó đã bồng bột rồi thì tự nhiên cái tên nó gắn liền với lại con người do đó dẫn khởi Ông có những tri giác sai lầm Ông có những phát ngôn không đúng với lịch sử Và do đó ông đã tạo một cái làng ứng hiệu ứng xã hội không tốt Và mọi người đã chửi bới ông rất nhiều Cuối cùng ông phải lên đăng đàn xin lỗi Và từ rồi về sau ông bỏ cái nickname bồng bột đó luôn rồi Cái tôi mới vô tôi bình luận một câu bỏ là vừa rồi Chính chắn không đặt đặt bồng bột làm gì phải không mình phải chọn một cái tên gì cho nó hay để nó gắn liền với lại nếp sống của mình đặt tên bồng bột là nghe cái tên đó không ai dám gần hết và cái cách hành xử của mình rất là thô tháo và tăng quốc phiên nhờ thực tập chữ tỉnh có những lúc ông ngồi im lặng Ông có thói quen đốt trầm Và nhờ cái không gian tĩnh lặng đó Giúp cho cái tâm tính của ông thay đổi Ông không còn gọi là Hấp ta hấp tóc Mà giải quyết sự việc trong một cái sự quân bình Năng lực của định sẽ giúp cho quý vị quân bình cảm xúc Gặp chuyện khó việc đầu tiên mà chúng ta thực tập là định tĩnh đừng làm gì hết bây giờ chúng ta phải ngồi hít thở thật là sâu buông hết đi chỉ thở thôi và nhờ thở như vậy đó tâm trí của mình nó dịu lại rồi mình tự khuyên nhủ lấy chính mình everything will be ok từ từ <laughs> chuyện đâu còn có đó Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi Sau cơn mưa thì trời lại sáng Bảo nó đang tới Thì mắc gì phải dơ hai tay ra Mà nói Bảo ơi tới đây Nó đọc cho chết Mình phải tránh Bảo Ai đi đương đầu với Bảo kiểu đó Cứ thở đi Thở vào tâm tĩnh lặng Thở ra miệng mỉm cười An trú trong hiện tại Giờ phút đẹp tuyệt vời Thực tập như vậy thì trong lúc dầu sôi lửa bỏng Thì chúng ta vẫn an lạc Chỉ cần tập trung vài phút thôi Lúc bây giờ tâm an ý định Vượt qua nguy khốn Vượt qua cơn hoảng loạn Tự nhiên mình có cách để đối trị Tìm ra được giải pháp Đối với những người mà tâm dễ tán loạn những người rất lo lắng, sợ hãi, thiếu tự tin Thì định tĩnh sẽ dạy cho chúng ta một đề một niệm Phật Khi mình nhớ tưởng đến hồng danh Phật Thì tự nhiên thất niệm, vọng niệm, tạp niệm Nó từ từ dịu xuống An trú vào Phật Vượt qua mọi chướng ngại Mới sáng hôm nay có một đứa đệ tử thầy ở Việt Nam nó kể cho thầy nghe là thưa thầy cái hôm mà cuối tháng vừa rồi với địa tạng đó, con đi về một cái ngôi chùa ở tại sóc trăng và con có hứa trong pháp hội đó để cúng thí thì tối hôm đó con về tới chùa là khuya rồi 11, 12 giờ đêm. Thì khi mà đi vô chùa rồi cái đèn pin Thì con thấy ngay chỗ cái gốc cây kia Nguyên một bóng hình con quỷ Đầu thì to Cổ thì nhỏ như cây kia Lúc bây giờ Bất thần con Không có định tĩnh được Con bị Giống như là sợ hãi vậy đó Nhưng mà cái sự sợ hãi đó Xảy ra trong vòng khoảng 10 giây Bắt đầu con định tĩnh lại Con niệm nhớ ơn đức của Phật Bắt đầu con niệm danh hiệu của Đức Phật Cái vị này tu theo bên Nam Tông Bắt đầu đọc lại hồng danh của Đức Phật Nam Mô Phagawato Aharato Samma Sambutasa Bắt đầu niệm hồng danh của Đức Phật Và niệm mười hiệu của Đức Phật Tự thân của Đức Như Lai Người từ chân như tới Thầy của chúng con là bậc xứng đáng nhất Để được cung kính và cúng dường vân vân Đọc hết Và chỉ trong 5 phút thôi bắt đầu vị đó hồi hướng chia cái phước lành này cho cái con quỷ đó với bao nhiêu cái phước lành mà nãy giờ tôi đã hướng về hồng danh đức phật xin được chia phước lành đến với lại con quỷ này và đem những cái vật thực mà ngày hôm nay tôi đem đến là chủ yếu là tôi cúng thí cho các vị quý vị hãy để cho tôi có một cái tâm trong sáng và định tĩnh để làm công việc bố thí này, đừng hù dọ tôi, tôi sợ là tôi không có cúng được và <laughs> nói xong một cái tự nhiên nó ẩn mình luôn. quý vị thấy đây là chuyện có thật đó. nó kể cho thầy nghe đó, đó là nhờ cái ân đức Phật. vậy thì những ai mà lo lắng sợ hãi thiếu tự tin thì niệm Phật đi. Thì nhờ cái câu niệm Phật đó Nó sản sinh ra một cái năng lượng Của từ bi Của trí tuệ Của hộ niệm Và mọi bất an nó tan biến Nhớ nha Thâm tính chư Phật Giai sung mãn Người nào có niềm tin chắc thật với Đức Phật Thì người đó có cuộc sống đầy đủ Và vượt qua những chướng ngại Đối với những người mà tâm dễ nóng giận thường hay bất bình bực bội nắng không ưa mưa không chịu vân vân thì những người nóng giận như vậy thực tập định tâm bằng việc quán niệm về yêu thương từ bi để giúp họ ngăn ngừa những cái bức xúc nóng nảy giận dữ và đạt được sự hiền từ mát mẻ lắng dịu thanh trong Tâm từ mở ra nỗi đau khép lại Hạn chế sân hận trải rộng tình thương Đó là cái cách để chúng ta thực tập định tâm Đối với những người nhiều tham ái Nhất là tham ái về xác thân Sắc dục Thì Đức Phật khuyên người đó Muốn thực tập về định Hãy quán về bất tịnh án về xác thân này là vô thường nhờ đó mà xả Ly không còn tham chấp đối với những người mà quá lệ thuộc vào lòng mong cầu ước nguyện về tương lai đạt được một cái trạng thái thỏa mãn một cái mong ước nào đó thì muốn thực tập về định chúng ta hãy quan niệm về sự chết và khi mà chúng ta thấy về sự chết thì đâu còn ước vọng gì tương lai gì nữa Giờ mình cứ trân quý sống trong hiện tại Thì tiếp xúc với mầu nhiệm của sự sống Những cái tâm nguyện đó nó sẽ mất hết Như vậy nãy giờ thầy đã dạy cho quý vị Chia sẻ đến quý vị phương pháp rèn Về định tâm rồi đó Và có một phương pháp nữa Là trì giới nó sinh ra định trong cái nguyên tắc giới định và tuệ muốn sinh được định thì bắt buộc người đó phải trì giới trì tức là giữ cho nó chặt hành trì không buông lung giới là những điều đạo đức như vậy trì giới là chúng ta sẽ gìn giữ những điều đạo đức không có vi phạm ai cũng có giới để giữ hết. Phật tử tại gia thì năm giới, xuất gia thì sa di là 10 giới, tỳ kheo là 250 giới sa di ni, thất somana tỳ kheo ni vân vân, bồ tát giới. Thì khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta ý thức được về nhân quả, tội phước, nghiệp báo. Chúng ta biết ẩn ác dương thiện làm lành lánh giữ nhờ giữ giới mà những điều lành được tăng trưởng lúc bấy giờ chúng ta có sự định tĩnh vững giải trong cuộc sống hàng ngày của mình có đôi khi những điều đạo đức nó nằm sờ sờ trước mặt như đó mà chúng ta không có thấy mà trải qua một biến cố nào đó một cái sự cảnh tỉnh nào đó thì lúc bấy giờ chúng ta mới rùng mình phát hiện ra là bấy lâu nay mình thờ ơ với nó chuyện được kể rằng ở một ngôi làng nọ một gia đình này rất là nghèo khó bần cùng người cha vì không có tiền và thường vào ban đêm lẻn vào vườn rau nhà của người ta để hái trộm hôm đó anh ta mang theo con trai đi cùng khi người cha vừa mới nhổ một cây củ cải ăn trộm Thì đứa con ở sau lưng bỗng nhiên nói lớn Cha ơi, có người đang nhìn chúng ta kìa Thế lúc bây giờ ông cha kinh hãi <laughs> Nhìn bốn vương tám hướng Hoảng hốt và hỏi Vậy chứ con thấy người đó ở đâu? Lúc bấy giờ đứa trẻ hồn nhiên chỉ tay lên trời và nói Cha xem kìa, mặt trăng đang nhìn chúng ta đó người cha nghe đứa con trai nói vậy cảm thấy hổ thẹn về hành vi của mình lặng lẽ dắt tay con trai về nhà trên đường về anh ta mới thầm nghĩ trộm cắp là một nghiệp rất là lớn phi đạo đức và có lẽ ông trời từ bi mượn cái miệng đứa con trai mình để giúp mình tỉnh ngộ và từ nay phải sửa sai hướng thiện thôi Thật ra thì không phải đợi đến đứa con trai nó lên tiếng Mà người cha mới nhận ra và hổ thẹn về việc làm của mình Anh ta đã ý thức cái việc ăn trộm là có tội từ lâu rồi Nhưng anh ta không dám đối diện với lại sự thật sai trái của mình Và tình cờ phất lờ tiếng nói của lương tâm Và khi đứa con trai nói ra điều đó thì anh ta không thể nào giả ngơ Và anh ta phải thay đổi cái cách sống của mình Chính vì vậy mà cứ hai tuần một lần Quý vị cần phải đọc giới Cần phải sám hối Để làm gì? Để nghe những điều đạo đức được trùng tuyên Để rồi quý vị phản quan tự kỷ Nhìn lại chính mình Bắt đầu bây giờ quý vị mới định tâm Quý vị mới phán xét Quý vị mới suy nghĩ coi thử việc làm mình đúng hay không đúng mà thay đổi khi mà chúng ta đã thay đổi chúng ta trở về với chánh niệm tỉnh thức tâm của chúng ta được bình ổn thì lúc bấy giờ cái sự thực tập chú tâm vào hơi thở ý thức về phút giây hiện tại có định rồi chúng ta sẽ đoạn trừ được tham sân si thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Ở đây thầy phân tích cho quý vị có 8 điều lợi ích của việc định tâm. Thứ nhất, khi mà chúng ta thực tập định là chúng ta đã thiết lập nền tảng tuệ giác. Ai muốn có tuệ giác thì điều đầu tiên người đó phải đi vào trạng thái của định. Tức là một cái môi trường tĩnh lặng trí tuệ tỏa sáng Giống như mặt hồ tĩnh lặng thì sao? Cảnh sắc mới hiện rõ Khi tâm hồn mình rỗng rang thì trí tuệ nó mới rõ ràng Và chúng ta nhớ rằng Khi mà chúng ta có tĩnh lặng thì chúng ta sẽ được sáng suốt Mẫu chuyện vui từng kể quý vị nghe rồi mà phải kể lại Thằng bán đậu hũ nhớ chưa Hôm nay nó bán đậu hũ Ế, Trời thì lại mưa Không ai mua đậu hũ hết Mà bây giờ Bỏ thì cũng uống Thôi thì gần chợ có ngôi chùa Mà bấy lâu nay Nó đâu có đi chùa Hôm nay nó thấy trong chùa cũng đông người Chắc có lẽ là nhiều người đi chùa thôi Đậu hũ mình bán không được Thì mình cúng cho chùa đi Chùa cũng có thể chiên Nấu Kho Vân vân Và anh ta rất là quan hỷ anh ta đem đậu hũ vô chùa để cúng khi anh ta cúng đậu hũ rồi thì sư trụ trì mới mời anh ta đi lên tham dự tụng kinh ăn cơm chánh niệm nghe pháp rồi có một cái buổi thiền tập đây là lần đầu tiên mà anh ta thực tập thiền anh ta từ xưa tới giờ nghe thiền mà anh ta chưa bao giờ tập bây giờ anh ta được thực tập tội thiền và với cái sự hướng dẫn của thầy trụ trì Hơi thở vào ra chánh niệm tỉnh thức Thở vào tôi biết tôi đang thở vào Thở ra tôi biết tôi đang thở ra Thở vào tôi cảm thấy khỏe Thở ra tôi cảm thấy nhẹ Thở vào tôi ý thức được Sự an tịnh thảnh thơi Thở ra tôi xin buông bỏ tất cả Vân vân Thì khi mà thực tập như vậy Anh ta bắt đầu đi vào trạng thái của định tĩnh tâm thế an nhiên Trong đầu anh ta rỗng không Và anh ta có một cái niềm hỷ lạc vô biên Mặc dù đó là một trong những cái sự thực tập đơn thuần Mới bước vào cửa đạo Nhưng mà giúp cho anh ta có một cái sự an lạc lạ kỳ Và khi mà anh ta an tĩnh như vậy tự nhiên Đang lúc ngồi thiền cái anh ta cười há há lên Anh ta mừng quá cái xong buổi tọa thiền đó rồi Thầy trụ trì mới đi xuống mới hỏi Hồi nãy trong lúc con ngồi thiền Mà làm gì con vui dữ vậy Anh ta mới trả lời Dạ bạch thầy Vi diệu, thật là vi diệu Vì bấy lâu nay Cái đầu óc của con nó nhiều việc quá Con nhớ đầu này Con quên đầu kia Nhưng mà nhờ hôm nay thầy dạy con phép thiền Do đó là tâm con được an ý Con được lặng Cái trí nhớ con tốt những đứa mà mua đậu hũ thiếu của con là con giờ con nhớ hết rồi à? <laughs> do đó là con quan hỷ vô cùng con ngày mai con đi thâu tiền nợ từng đứa một <laughs> Bấy lâu nay về tâm nó động quá nó đâu có nhớ nhờ nó thực tập định bây giờ nó nhớ sạch những đứa nào thiếu nợ nó mua đậu hũ, giờ mai nó đi đòi <laughs> thì cái mẫu chuyện vui đó để kể cho quý vị thấy đó là một cái hiệu ứng nhỏ một cái sự lợi lạc là thực tập thiền là tự nhiên cái trí nhớ mình nó được hồi phục trở lại. Được rồi, thứ hai, định tĩnh sẽ dẫn đến đời sống an lạc trong hiện tại. Những người nào mà tu tập được sự định tĩnh thì người đó đã đóng cửa các giác quan của mình. Lúc bây giờ mình sẽ hưởng được những pháp lạc của thiền định gọi là hiện pháp lạc trú. Thứ ba là giúp cho kiến văn giác tri tức là thấy biết trung thực. Khi tâm mình tĩnh lặng á, thì mình thấy, mình nghe, mình ngửi tất cả cái sự nhận thức của mình. Đúng với sự thật. Tâm định tĩnh sẽ thành tựu tri kiến mình không có định thì mình nhìn thấy tất cả đều là mê mờ thứ tư giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm tỉnh giá khi mình đã có định rồi thì tâm không vọng động không còn thất niệm nữa lúc bây giờ chúng ta đã thắp lên ngọn đèn tuệ giá nơi cõi lòng của mình nó soi sáng cái màn đêm u tối thất niệm là bóng đêm chánh niệm là tỉnh thức với tâm định an trú thắp nên một ngọn đèn cho thế gian tỏ ra thứ năm khi mà chúng ta có định thì sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ các lậu hoặc tức là những phiền não nó không còn rò rỉ diệt trừ được vô minh tà kiến ái dục thứ sáu ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào tâm của chúng ta cũng không có dao động cư trần bất nhiễm trần chúng ta không có bị cảnh nó lôi không có bị ngoại duyên nó chi phối vì lúc bấy giờ chúng ta đã hiểu về duyên sinh vô ngã vô thường nghiệp báo do đó chúng ta nhìn mọi sự vật hiện tượng mà nó không hề có sự cám dỗ lay động của chúng ta Thứ bảy Khi mà chúng ta có định lực vững vàng Như nãy Thầy đã nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện đó, Thì điều thứ bảy này là chúng ta có thể đạt được thần thông Nhớ nha, muốn có thần thông là phải từ định lực vững vàng Theo định luật của tâm á, thì sự chuyên chú càng kiên cố có năng lực phát huy hầu hết tất cả những khả năng siêu nhiên của tâm nó đều phát xuất từ định lực hết những người nào tu tập sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền đến tứ thiền là có thể đắc được năm loại thần thông thiên nhãn thông tức là cái thấy biết trong suốt thiên nhĩ thông là cái nghe một cách thấu đáo tha tâm thông tức là biết được cái tâm nguyện của người khác biến hóa thần thông tức là có thể điên mây về gió và túc mạng thông tức là biết được cái đời trước của mình và người năng lực của định nó giúp cho quý vị có được cái thần thông tự tại vô ngại và điểm cuối cùng Khi chúng ta thực tập định Thì lúc lâm chung Tâm của chúng ta không có bị loạn động Chúng ta ra đi trong bất kỳ tình huống nào Nhờ cái sức tu tập về định đó Lúc nào thần thái tâm thức của mình Cũng định tĩnh sáng suốt Không bị ngoại cảnh nó lôi còn không á, thì giống như tào tháo cả cuộc đời ông sống trong một cái bối cảnh thứ nhất là nghi ông không có tin ai hết á kể cả những người hầu cận ông vào những phút giây cuối đời ông cũng nghi ngờ những kẻ này sẽ đang tâm sát hại ông dưới bất kỳ hình thức nào trong mọi thời điểm nào khi ngủ lúc nào bên cạnh ông cũng có một cây gươm hết mà một hôm có một cái người thị vệ hậu cận ông Đi vào trong cái giấc ngủ ông Bởi vì có một cái con mèo nó chạy ngang qua Thì cái người lính canh này tưởng có chuyện gì xảy ra mới đi vô Thì không ngờ lúc bấy giờ ông chợt mình thức giấc Ông tưởng là một cái sát thủ nào đó ám hại ông Và ông liền rút dao đâm chết cái người hầu cận đó. Mà té ra một cái sự giết lầm mà thôi và sống trong cái sự nghi kỵ Sống trong cái sự bất an dao động tâm thức Và nghĩ ai cũng là Kẻ thù của mình Bởi vì nghĩ rằng họ đang tâm giết mình Chiêu cảm lấy những phút giây cuối đời của Tào Tháo Là tâm hồn ông quan mang Ông dao động Ông bất an Ông điên loạn Ông đau đớn Về thể xác Và đầu ông lúc nào cũng nhức nhói lúc bây giờ hoa đà tái thế mới nói cái bệnh này của ông là cần phải mổ não não bớt những cái vết bầm những cái trong y khoa cần phải chỉnh sửa cần phải chữa lành thì lúc bây giờ tào tháo không có tin và cho rằng là hoa đà là một trong những người gian tế hãm hại và giam lỏng hoa đà cho đến chết trong ngục luôn thần y lỗi là và vì cái tâm ông không định tĩnh ông bất an và khi ông chết cũng trong một cái sự đau đớn la hét chắc chắn rằng ông không có đi vào cái cảnh giới an lạnh được thì lấy tào tháo là một trong những cái nhân chứng để chúng ta thấy được rằng mình phải làm sao thiết lập cuộc đời của mình cho được an vui Chúng ta nhìn thấy cả cuộc đời của Đức Phật Từ lúc Ngài thành đạo cho đến lúc Ngài viên tịch Ngài điều dạy tu thiền, phải không? Đi thiền, đứng thiền, ngồi thiền, nằm cũng thiền Các uy nghi tế hạnh Thiền là giúp cho chúng ta đưa tâm trở về với giây phút hiện tại Khi mà chúng ta có sự chú tâm tỉnh giác là định nó có mặt có đứa con nó dọn mâm cơm lên vô tình nó làm bể cái bát cái đĩa thì bà mẹ chồng bà mới la con dâu làm gì có ý tứ một chút cái từ có ý tứ đó tức là cái gì là định đó lần sau làm là phải tập trung <laughs> còn mình thì có tập trung không hiện giờ đang ngồi tại đây là mắt vẫn nhìn thấy thầy tai vẫn nghe tiếng thầy nhưng mà tâm đâu có ở đây do đó mình phải để tâm và thân cùng có mặt tại đây tập trung chuyên chú giờ nào việc đó thuộc từ phật học trong thiền gọi là tâm viên ý mã tâm như là con vượng truyền cành như con mã chạy con ngựa chạy không cương đó là một cái trạng thái dao động Bất an Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải thực tập định tĩnh Giờ nào Việc đó Tập trung chuyên nhất Ông bà mình dạy là nhất nghệ tinh Nhất thân vinh Làm việc mà chú tâm chuyên nhất Đừng có đứng núi này trong núi nọ Thì quý vị sẽ thành công Cả cuộc đời của chúng ta đã được trao truyền thánh pháp mầu nhiệm giới định và tuệ của đức phật đầu tiên chúng ta giữ giới rồi khi chúng ta giữ giới một cách thuần thục chuyên nhất thì chắc chắn có công đức phước báo định được thiết lập mà khi chúng ta đã thực tập với những điều mà hôm nay thầy đã giải trình với quý vị chuyển hóa giúp cho định tâm rèn tâm mình có ý tứ có chánh niệm có tỉnh giác thì tội giác nó sinh khởi Đừng phí cả cuộc đời tu của mình Mà chúng ta tu không đúng pháp Chúng ta hành không đúng pháp Chúng ta không có sức định tĩnh Thì chúng ta không vượt qua được những cám dỗ Những phiền não trong cuộc đời Thôi thì một lần nữa Quý vị nhớ chánh định vẫn là một Trong tám con đường bát chánh đạo mà quý vị thấy không chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và cuối cùng mới là chánh đến mà muốn qua bờ giác là phải có con thuyền của chánh định mà thôi thì trong bảy bồ đề phần thì cái chi phần thứ sáu này đã nói về định mà thầy đã trình bày một cách rất là phổ quát nó cũng mang tính tương đồng với chánh định mà hồi đó thì dạy trong bát chánh đạo và đây là cái phần bổ sung kết thúc giúp cho quý vị hiểu rõ để thực tập có được an lạc định tĩnh trong cuộc đời